Thế này Trung nè, Trung thấy cái hình ảnh để trên cái màn hình điện thoại Dạ. đúng không? Hình này thì đơn giản thôi chứ không có gì hết, mặt trắng mặt đen. Mình có thể hiểu nôm na đó là kẻ hai mặt. Thì qua cái câu chuyện Trung vừa chia sẻ và những thông tin mọi người đã nắm ở trên cái không gian mạng thì mọi người cũng đã rõ rồi đúng không? Nhưng mà ở đây á, mình thấy cái vấn đề thế này nè, chúng ta có thể nói nó một cách nó rộng hơn tí, đó là giữa chủ nghĩa tư bản đúng không và chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa. Thì mọi người biết rồi, các nước mà chúng ta nói chung là phương Tây hay Mỹ gì đó thì họ luôn tự 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 cho rằng là mà họ là những nước văn minh, tôn trọng dân chủ, tôn trọng nhân quyền, luôn đề cao cái gì đó mà là nó lợi ích cho người dân, hoặc là đại khái là họ đưa những người dân á, luôn luôn chiêu bài của họ là lôi người dân vào cuộc, là thấy quốc gia đó, ví dụ hồi xưa Libya thì họ cho rằng tổng thống Gaddafi là kẻ độc tài, hà hiếp dân, rồi Saddam Hussein là hủy diệt vân vân các thứ luôn. Thì ở đây á, qua cái câu chuyện của nước Nga và Ukraine á, thì cá nhân anh thấy cái điểm tức cười thế này nè. Mọi người nhìn xem, ví dụ như ha, các chính quyền như Mỹ, Anh hay phương Tây họ 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 chống nước Nga thì thế này thế nọ là mình không nói rồi, nhưng mà mọi người nhìn xem, FIFA cũng cũng cấm vậy rồi, thể thao các môn cũng cấm vận, và thậm chí tới cái gì Olympic cũng cấm, rồi thêm một cái gì cái chương trình của Paragame, tức là dành cho hội 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 thao cho những người khuyết tật đó, rồi cũng cấm, rồi thậm chí là cái ông nào mà hội mèo quốc tế gì nữa cũng cấm cả mèo Nga. Là mình thấy tức cười, thấy rất là tức cười. Xin hỏi mọi người nha, những vận động viên Nga đó là người dân Nga đúng không ạ? Những vận động viên khuyết tật của người Nga là những người dân Nga nha. Với chứ con mèo nữa. Con mèo thì nó chỉ ở nước Nga thôi, nó chỉ sinh sống với nước Nga thôi chứ nó có liên quan cái gì. Ha? Và cái những người khuyết tật đó thì nó liên quan cái gì? Thì mình thấy tức cười không? Trong khi họ luôn hô hào là tự do ngôn luận, dân chủ, nhân quyền, thì qua những cái câu chuyện đó đó, qua những cái câu chuyện đó với cái hình ảnh hai mặt ở trên điện thoại đó, thì mọi người thấy rõ cái thực chất của những đất nước gọi là tự do không? Tự do trong mặt kép nha, cái này tự do thì quan nhìn lại tự trong mặt kép, mà cái thành phần bao que chỏ lá nó hay thường ca ngợi nó cổ súy đó, như ở được ở nhà lầu đi xe hơi, được tự do muốn nói gì nói, muốn làm gì làm đó. Thì mọi người giải thích sao về cái trường hợp đó? Đúng không ạ? Thí dụ như cấm vận vũ khí nghe cho nước Nga, ok. Thì cũng nói đi, cũng 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 chấp nhận được đi. Còn những con người kia, những người dân Nga họ có tội tình gì? Đúng chưa? Họ có tội tình gì? Còn nếu mà các thế lực đó họ bảo rằng là do nước Nga là nước cộng sản hay nước xã hội chủ nghĩa gì cần bài trừ thì vậy tại sao ngay từ đầu không bài trừ đấy? Đúng không? Giống như là nhà ai nó chơi, đèn nhà ai nó sáng, mình cạch mặt luôn đi. Mình thấy rất tức cười. Thực ra là cái hình ảnh hai mặt nó còn nhiều chuyện để nói, chứ không phải là không đâu. Nhưng mà sẵn chuyện cái đề tài hôm nay thì đưa cái câu chuyện đó ra, mình dẫn chứng thêm những cái điểm cho mọi người cùng có cái góc nhìn nó như thế nào, cho mọi người suy xét thế thôi. Chứ cá nhân mình á, cá nhân thầy quan thấy kỳ lắm. Rất là kỳ cục. Họ chẳng có tự do ngôn luận gì đâu. Đúng không? Chẳng có là giống như nãy Trung có nói đó, cái chuyện mà quốc gia nào bỏ phiếu thuận, bỏ phiếu chống gì đó, thì chúng ta cũng nếu mà chúng ta hiểu rộng như tầm quốc gia là gì, đó là quyền của các quốc gia đó. Tức là chúng ta hiểu là đó là một cái luật chơi của quốc tế đúng không? Thì anh vào anh chơi thì có được những khi tham gia cái bình chọn gì đó, anh được quyền là chọn trong 3 lá phiếu thuận, chống và trắng.
Có nghĩa là cái luật chơi đó là của quốc tế, của các nước đó, họ đã đưa ra cái luật chơi đó. Thì còn người chơi họ quyết định, họ cầm cái quân bài nào họ chơi, đó là quyền của họ chứ. Vậy tại sao khi họ quyết định họ cầm cái phiếu trắng ha, hay họ cầm cái phiếu trống, thì các quốc gia kia lại đè đầu, lại bị bô, lại xỉa xói, lại đòi là trù dập người ta. Ok vậy thì thôi, ngay từ đầu á, ngay từ đầu Liên Hợp Quốc các đừng ở, thí dụ như các nước lớn á, đừng có chơi cái trò đó, coi như là chỉ đưa thẳng ra luật luôn, vào đây là chỉ có một phiếu phiếu thuận thôi, đúng ạ. Nếu mà chúng ta hiểu rộng ra, hiểu lớn ra vấn đề đó, hoặc là giống như là vào chúng ta chơi với nhau, anh em chơi, chúng ta chơi với nhau có một cái luật riêng gì đó của cái trò chơi thì chúng ta ban hành ra, đúng không? Thì mọi người cứ tôn trọng theo cái luật đó thôi, và ai cảm thấy đủ sức chơi hay đủ đủ bản lĩnh chơi hay đủ điều kiện chơi thì họ có quyền quyết định chơi tiếp hay dừng lại, hay là thôi là đứng xem thôi, đứng quan sát thôi, đúng không? Còn đằng này người ta quyết định theo cái quyền của người ta thì lại có chuyện này có chuyện nọ, thấy tức cười. Văn minh ở đâu, dân chủ ở đâu, nhân quyền ở đâu, tự do ngôn luận chỗ nào, đúng không? Ở chung thấy thế nào, chung có cần chia sẻ gì thêm không? Dạ thì như anh nói đó, có nghĩa là trước đây chúng ta cũng đã từng nghe rất nhiều những cái thành phần ở bên kia thế giới ấy. Đó là các anh nói về tự do, nhân chủ, nhân quyền. Thế nhưng mà ngay điển hình như Trương Quốc Huy đó, nó có nói là bên Mỹ là tự do ngôn luận, thích nói ai nói, thích chửi ai chửi, thế bảo nó ra chửi cảnh sát đi thì nó không dám chửi. Thế là cái tự do kiểu gì, đúng không ạ? Rồi cái tự do nữa là tự do gì? Nhắc lại thôi nhưng để mọi người cùng 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 nhớ và chia sẻ. Bởi vì sao? Bởi vì là khi Nga Phủ Lý này, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh các thứ này ở Việt Nam thì chống phá nhà nước Việt Nam, chửi bới nhà nước Việt Nam thì lại bảo là đấu tranh, đúng không ạ? Và đấu tranh cho tự do, nhân chủ, nhân quyền. Nhưng khi sang Mỹ thì người ta cũng thể hiện cái quan điểm của người ta thì lại bảo là cái loại vô ơn ăn cháo đá bát, rồi là phản chủ, rồi đòi trục xuất về Việt Nam. Cái đó có phải là tự do không? Đó là tự do theo cái quan điểm cá nhân của từng người thôi, chứ nó không phải, bởi vì cái khái niệm nó rất là trừu tượng, chúng ta hiểu thế nào là tự do, đúng không ạ? Tự do thì người ta định nghĩa nó là như thế, thế nhưng mà cái tự do của anh cũng không vượt được vượt quá cái tự do cho phép của người khác. Đó là cái mà theo định nghĩa về mặt lý thuyết. Thế nhưng về mặt thực tế thì cái tự do của người ta nó bị bó buộc khi mà trái qua có quan điểm trái chiều. Đấy, nói rõ như thế, ngay kể cả trong luật của Mỹ người ta cũng quy định rất rõ những cái vấn đề mà anh chống phá nhà nước người ta thì anh sẽ bị xử lý như thế nào, hay là anh vi phạm pháp luật của người ta thì sẽ bị xử lý như thế nào, và nhà nước nào cũng thế, không riêng nhà nước nào. Đấy, còn cái vấn đề anh chia sẻ thứ hai là về cái vấn đề mà tư bản chủ nghĩa hay xã hội chủ nghĩa, thì thực ra ở đây chúng ta nói về cái vấn đề đấy thì nó rộng lớn quá. Thế Đúng nhưng theo rồi, anh nghĩ nó chỉ là gì? Đó là quan điểm nó trái chiều. Đấy, quan điểm trái chiều thì cũng chưa hẳn, mà bây giờ trong một cuộc chơi, đúng không ạ, trong một cuộc chơi thì anh có thể lựa chọn làm sao anh về đích. Đấy, ví dụ như môn marathon đi, hoặc năm môn phối hợp cũng vậy, thì anh có thể lựa chọn là ở cái môn này thì anh sẽ kết thúc sớm thời gian để anh dành thời gian cho cái môn khác. Đó là cái cách chơi của từng người một, không ai giống ai, người rồi. ta lựa chọn vào cái vấn đề mà thể Cái chiến lực, thuật sức riêng của khỏe, họ. thể trạng hay là năng khiếu của người ta. Đó, đúng rồi, đó là chiến thuật. Đó thì người ta lựa chọn, thì khi người ta đã có quyền lựa chọn, đó là quyền tự do người ta, chứ không phải là các anh ép buộc phải theo các anh mới là tự do, đúng không ạ? Và cái vấn đề cuối cùng nữa là cái vấn đề tự do nữa là gì? Vấn đề tự do nữa mà các anh nói đến ở đây mà nó rất là nghịch lý. Cái vấn đề mà FIFA cấm các cái FIFA này và UEFA là cấm các cái thể thao của Nga đấy, nói chung các môn thể thao của Nga tham gia các cái đấu trường của FIFA, rồi là UEFA và Olympic. Thậm chí là gì ạ, nếu mà chúng ta nhớ lại một tí là trước đây khi Mỹ và NATO đem quân sang oanh tạc đất nước Liên bang Nga, Liên bang Nam Tư, thì có hai cầu thủ ngày đó là Milosevic và Stankovic đang thi đấu cho câu lạc Đúng rồi. bộ Lazio của Ý. Italia.
Đấy, thì người ta cũng đã có những cái áo lót ở trong màu trắng, người ta cũng ghi cái dòng chữ là không ngừng ném bom hoặc là kết thúc chiến tranh và không có tổ chức đánh Liên bang 54. Đấy, người ta thể hiện như vậy. Thì ngay lập tức bị FIFA, đúng không ạ, phạt rất là nặng. Và ngày đó không phải riêng hai cầu thủ đó mà rất nhiều các cầu thủ khác, thậm chí là kể cả liên đoàn bóng đá một số nước người ta ủng hộ thì cũng đã bị FIFA phạt rất là nặng trong cái giai đoạn đó, và có cái nhắc lại cái quy định là không đưa chính trị vào thể thao. Chính Thế trị. nhưng tại sao ngày hôm nay đó, tại sao ngày hôm nay những Chào người về. dân Nga, đúng không ạ, những người dân Nga người ta có năng khiếu về thể thao, người ta chỉ hoạt động về thể thao, bởi vì chúng ta biết rồi, các cầu thủ thì người ta tham gia luyện tập và thi đấu trên sân cỏ hoặc là sân cầu lông, sân bóng chuyền và sân đất nện hoặc là vân vân các môn, chứ người ta đâu có cầm súng để luyện tập đâu, mà tại sao ban ngày lại cấm người ta, đúng không ạ, Để ta ban ngày lại chơi. cấm người ta. Đó là một cái đó là cái điều nghịch lý mà em đã nói rồi, đó là gì, luật chơi chỉ dành cho những kẻ mạnh. Khi người ta đặt ra luật chơi là có lợi cho cái tổ chức, gọi là các Chào chú quốc gia Cầm. thành viên của tổ chức đó. Đấy, nó thể hiện rất rõ qua cái việc Liên bang 54 và ngày hôm nay là Nga và Ukraine, nó thể hiện rất rõ. Thậm chí là gì, thậm chí là cái vấn đề ngay cả ở Việt Nam chúng ta được vừa rồi có 15 con chó, đúng không À. ạ? Thì kêu gọi cho chó quyền. Đấy. Đấy, bây giờ mới nói cái buồn cười của những anh quậy với lại cái hội mà bên kia thế giới này, mấy anh ba que này. Ở Việt Nam cái vấn đề mà tiêu hủy thì các anh kêu gọi cho chó quyền. Thế mà bây giờ cái tổ chức mà liên quan đến động vật của mèo của Nga đấy, các anh cũng cấm người ta. Thế thì đáng ra các anh cũng phải lên án cái vấn đề mèo quyền. Mèo Đấy, mèo quyền. Đấy, thì nó mới phù hợp, mưu nó quyền, mới phù hợp, nó mới công bằng. à, Đấy, gọi là mưu nó mới quyền. công bằng. Thế nên là em có nói rồi, cái khái niệm về tự do dân chủ nhân quyền và cái khái niệm công bằng nó rất là trừu tượng. Thế nào là công bằng? Nó rất là khó để đánh giá trong bất kỳ một cái vấn đề nào, bởi vì nó thuộc về cái đó, nó thuộc về cái cảm tính của con người. Nó rất là khó để mà nói. Đấy, rất khó để mà nói, nhưng mà chúng ta nói ra ở đây là chúng ta nói bằng hiện hữu và bằng thực tế để chúng ta chứng minh là những cái lời nói của các anh quậy và các anh ba que ở bên kia là các anh toàn nói ngược, các anh toàn nói ngược đấy. Và cái khi mà chúng ta đã nhận diện những cái thành phần này rồi thì chúng ta biết được cái mục đích thực tế của người ta là gì đấy. Nhiều khi chúng ta cứ đặt ra những cái câu hỏi, nhưng mà cái mục đích thực tế của những cái anh này cũng chỉ là chống phá đất nước thôi đấy, chống phá nhà nước, chống phá nhân dân đấy, chứ nó không có, ngoài ra nó không có mục đích gì khác cả đấy. Chứ bây giờ Việt Nam xảy ra chiến tranh, ví dụ Việt Nam xảy ra chiến tranh, liệu những cái thành phần đấy nó có cầm súng ra chiến trường không? Đúng rồi. Hay là những cái thành phần như Nguyễn Văn Đài, Trương Quốc Huy, ở Sơn Lê các thứ đấy, nó có về Việt Nam nó cầm súng chiến đấu không? Hay là nó lại tiếp tục nó lên trên mạng nó kêu rồi các anh cứ đánh đi, chúng tôi ủng hộ, chúng tôi cầu nguyện cho các anh đánh đến những người Việt Nam cuối cùng, như kiểu là hiện nay ở Ukraine vậy. Đúng không ạ? Thế thì chúng ta nhận diện được những cái đối tượng đó thì chúng ta lên án là một phần, thế nhưng mà cũng để cho mọi người nhận diện biết để mà gì, biết để mà tránh. Bởi vì tin những cái thành phần này ấy, thì tương lai không có kết cục tốt. Bao giờ cũng vậy, bất kỳ chế độ nào cũng thế. Bây giờ anh sang Mỹ mà anh chống lại chính phủ Mỹ thì kết cục của anh cũng thế thôi. Nó không có gì khác cả. Và anh sống ở đâu anh phải tuân thủ theo pháp luật ở đó. Giống như trong một tổ chức, trong một trò chơi, anh phải tuân thủ luật chơi. Khi anh không tuân thủ rồi thì dĩ nhiên anh sẽ bị gì ạ? Sẽ bị cấm đoán rồi bị À, bị loại. phạt, bị cấm vân vân, là thậm chí là bị loại. Đấy là cái luật chơi mà do người ta đã đặt ra. Nhưng mà có những cái luật chơi là chỉ dành cho kẻ mạnh, đó là gì, đó là thích thì tao quy định, mà không thích nữa tao bỏ. Trước đây thể thao phi chính trị là do FIFA đặt ra khi Mỹ và NATO đánh Liên bang 54, thì bây giờ đến Nga và Ukraine thì người ta lại bỏ đi cái quy định đó. Chúng ta có thể hiểu như vậy, đúng không ạ? Bây giờ người ta bỏ quy định đó rồi thì người ta mới cấm tất cả những cái vận động viên Nga tham gia các cái hoạt động thể thao, mà thậm chí là ngoài cái vấn đề phi chính trị thể thao ra, bây giờ còn có cả phi chính trị động vật nữa. Đó là liên quan đến mèo Nga nữa, đúng không ạ? Phi chính trị mèo nữa.
Thế thì chúng ta có thể thấy nó có những cái nó nực cười mà nó trái ngược. Đấy, thế nên là em muốn nói để mục đích là chúng ta nhìn nhận để thấy gì. Nhiều khi là có những người người ta không hiểu được bản chất vấn đề, không hiểu nguyên nhân sâu xa hay là cái cốt lõi, cái quyền lợi của quốc gia dân tộc người ta. Thì cũng đừng nên đánh giá quá vội. Đấy, cũng đừng nên đánh giá quá Rồi, vội. Trung. Ngày xưa thì Trung. các anh cho rằng... Dạ. Sẵn thế này Trung. Qua cái câu chuyện Trung với anh vừa trao đổi chia sẻ với nhau á, tức là cái gì đó, luật chơi chỉ dành cho kẻ mạnh thôi đúng không? Đó. Ví dụ mày không hài lòng là tao cấm mày này, cấm mày cái kia, tao loại đủ mọi thứ hết. Thì cái đó để làm gì? Tại sao mình đưa cái điều đó ra? Để cho những cái con người đó, những con người mà đang cổ súy cho cái vấn đề là bị bôi và là xỉa sói là tại sao Việt Nam mà bỏ phiếu trắng á, ha. Hoặc là để sau này lỡ có gì ai bảo vệ mình á. Phải nhìn ra cái điểm này đó là thế nào, có nghĩa rằng các vị lãnh đạo của nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam họ đã nhìn nhận được cái điều này, không tự lực tự cường, không tự chủ á, thì rất để khó tồn tại với một cái xã hội như thế này. Đúng chưa? Cho nên muốn cái gì á, các bác đã có những cái đường lối ngoại giao nó rất là khôn khéo, làm bạn với tất cả, không nghiêng về bên nào, không đứng về bên nào. Mục đích yêu chuộng hòa bình, chỉ muốn làm bạn với tất cả để củng cố cho chúng ta tự lực tự cường mạnh mẽ lên thôi. Bởi vì đã nói là ở thời tương lai thì không biết điều gì sẽ xảy ra, đúng ạ? Ngay cả một cái nước Nga hùng mạnh như vậy đó, đó mà cả thế giới, cả các nước phương Tây, Mỹ thế này thế nọ, họ bâu vào, họ đập đập đủ mọi hình thức hết, thì mọi người cứ hình dung xem, nếu một đất nước mà không đủ hùng mạnh như nước Nga thì liệu có đứng vững được không, đúng ạ? Cho nên đừng có mang cái tư duy mà là thế này thế nọ rồi sau này ai bảo vệ chúng ta, quên đi. Cái tư duy đó nó thuộc cái đẳng cấp nào đó, cái thế hệ nào á, chứ với Việt Nam không có cái câu chuyện đó. Chung chung thấy đúng không? Nếu mà chúng ta không tự lực tự cường, chúng ta tự mạnh mẽ, chúng ta cứ trông chờ thôi thôi tôi bỏ phiếu cho con này đi để sau này có vấn đề gì tôi kêu nó giúp mình, hoặc là ok thế có chuyện xảy ra thôi tôi bỏ phiếu cho con kia đi. Đại khái là mà, nếu mà theo luận điệu của mấy ông ba que á, ha, theo luận điệu của ông ba que đó là gì, bưng bô á, cái đó bưng bô chứ là cái gì nữa, có nghĩa là binh bất chấp chỉ thấy ông nào mạnh á, ha, ông này thế này thế nào, ông nào thế kia thì đi theo ông đó, hùa theo ông đó. Thì cái khái niệm đó, khái niệm bưng bô chứ là cái gì, đúng chưa? Rồi rồi thêm một cái nữa nè, một cái này nữa, có ông ba que ba cặn mình đó đó, cái ông phản động nữa, lúc nào cũng là tôi sống nước Mỹ, tôi sống nước Anh, tôi sống nước Pháp, nhưng mà tôi không quan tâm chuyện các nước đó, tôi chỉ lo cho đồng bào tôi thôi, tôi vì đồng bào, vì dân tộc tôi. Mà cá nhân mình có hay có đặt một cái câu hỏi thế này, nếu sau này ha, nếu sau này đất nước Việt Nam có xảy ra xung đột, có xảy ra xung đột không biết xung đột gì về với các quốc gia đó, thấy không? Thí dụ bây giờ mấy ông nói Mỹ nó vĩ đại, vĩ to quá, mạnh quá, không dám nói, ok, bất cứ quốc gia nào luôn, nếu Việt Nam có sự xung đột với bất cứ quốc gia nào khác, thì liệu các người mà yêu đồng bào đó, yêu vì đồng bào, vì dân tôi đó, có dám về Việt Nam đứng với nhân dân Việt Nam chống lại những cái nước đó, đúng không? Có không? Có dám không? Chắc chắn là không. Chắc chắn là không. Bởi vì sao? Bởi vì các anh là đang sinh sống trên các quốc gia đó. Thì dạy gì các anh vậy? Rất là tức cười. Cho nên nó thực ra là cái vấn đề hôm nay theo theo góc nhìn của mình đó, theo góc nhìn của mình đó, thì với sự chia sẻ thì chúng ta sẽ nhìn ra nhiều vấn đề lắm, nhiều vấn đề lắm. Và cái vấn đề cuối cùng là gì,
nha, mọi luận điệu mà kích động xúi giục hay là bị bôi xỉa xói phải đứng bên này đứng bên kia đó là hoàn toàn vớ vẩn, rất là vớ vẩn. Với mình nó là như vậy, nếu chúng ta nhìn sâu ra chúng ta sẽ thấy. Rồi, xin mời Trung. Dạ. Thì như anh gợi mở thêm đúng không ạ, thì chúng ta lại nhìn lại một tí, đó là vào cái thời kỳ mà Việt Nam Cộng Hòa. Đấy, Việt Nam Cộng Hòa miền Nam Việt Nam, thì cái giai đoạn đó là tổ chức Liên Hợp Quốc đã thành lập rồi, thì em đang tự hỏi là lúc đó ai ai bỏ phiếu, ai bỏ phiếu để chống Mỹ, bỏ phiếu chống trong vấn đề Mỹ tham chiến tại Việt Nam, đúng không ạ? Thì chúng ta đặt ra một câu hỏi đó thì dĩ nhiên lịch sử đã chứng minh rồi, ai bỏ phiếu? Chả có ai bỏ phiếu cả. Dĩ nhiên em vẫn nói rồi, có nghĩa là Việt Nam trong bất kỳ một tình huống nào trước đây về mặt lịch sử hay là bây giờ cũng thế, đó là chúng ta làm bạn và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, đồng thời chúng ta giữ vững cái môi trường ổn định để phát triển đất nước, chứ chúng ta Đúng rồi. không coi nhẹ bên nào và cũng không có đặt nặng bên nào. Mọi mối quan hệ của chúng ta đều hòa bình và thân thiện. Đó là cái lựa chọn mà chúng ta có thể thấy là gì? Nó là sáng suốt. Và hôm trước em đã nói rồi, chúng ta cũng không đề cao quá cái vấn đề mà chúng ta tự cao tự đại trong cái vấn đề mà Việt Nam chúng ta lựa chọn con đường ngoại giao, hay là quá tự cao tự đại trong cái vấn đề mà cái vị trí địa chính trị chúng ta quan trọng như thế nào đối với châu Á hay là khu vực thế giới. Mà chúng ta phải nhìn nhận đây là gì? Đây là sự lựa chọn sáng suốt và trí tuệ tổng hợp con người Việt Nam trong cái vấn đề đó. Đấy, và từng ngày chúng ta khẳng định được cái vị trí của chúng ta, đấy, cái thân thiện của chúng ta trong cộng đồng quốc tế. Chứ chúng ta không đề cao quá vấn đề gì cả. Thế nhưng cái đó chúng ta có thể thấy là gì? Không phải tự dưng, đúng không ạ? Mà Việt Nam chúng ta được như ngày hôm nay, đó là sự nỗ lực cố gắng của bao nhiêu thế hệ lãnh đạo. Ấy, đó là sự gì ạ? Thể hiện là cái sự đoàn kết toàn dân và cái trí tuệ tổng hợp Việt Nam trong đó, chứ không phải Đúng rồi. là một cá nhân nào trong cái vấn đề này. Đấy là chúng ta khẳng định như vậy, và cái lựa chọn đó là sáng suốt. Và cái vấn đề thứ hai nữa, đó là luật chơi mà, đã nói về luật chơi. Thì chúng ta có thể thấy ngoài vấn đề luật chơi cho kẻ mạnh ra thì chúng ta còn phải thấy một cái luật chơi đặc thù nữa. Đấy. Chúng ta lại nhớ lại một chút. Ở trước đây ở Pháp có cái phong trào biểu tình người áo vàng, đúng không ạ? Rồi là ở Mỹ thì có phong trào Black Black Lives Matter đấy. Rồi là mùng 6 tháng 1 ở đồi Capitol, và gần đây nhất là đoàn xe tự do. Là gì? Tất cả những người đó khi người ta thể hiện quan điểm tự do người ta, dân chủ người ta, thì đều bị lực lượng chức năng của các quốc gia đó, có thể nói người ta đánh cho tơi bời khỏi lửa, đúng không ạ? Thậm chí người ta bắt, người ta nhốt, người ta xử tù. Đấy. Thì cái quan điểm đó nó thể hiện thế nào? Nếu như việc đó diễn ra tại Việt Nam thì lập tức là tổ chức nhân quyền, rồi là các hạ nghị sĩ, thượng nghị sĩ, dân biểu, rồi là vân vân và vân vân hết, là gì? Là lên án lên Việt Nam là vi phạm nhân đài. quyền, đúng không ạ? Thế nhưng tại sao ở các quốc gia đó diễn ra những cái việc đó, nó hiện hữu như thế, nó sờ sờ ra đấy, thì không có một tổ chức nào nhân quyền nào lên tiếng, chả có cái thằng cuội nào hay là cái con que nào lên tiếng cả. Đó là lý do tại làm Rồi. sao? Đó là nó cũng thể hiện chính cái hình ảnh trên màn hình của chúng ta. Đó là những cái thành phần đó nó mang bản chất hai mặt, Rồi. gió chiều nào xoay chiều đó. Đấy, khi đất nước chúng ta đang hòa bình thì bọn chúng muốn gây bất ổn, thì nó bảo là nó không quan tâm đến chuyện của nước Mỹ, nó chỉ quan tâm đến chuyện của Việt Nam thôi. Thế nhưng khi mà đất nước Việt Nam xảy ra chiến tranh á, thì chúng nó chắc chắn chúng nó không bao giờ chúng nó về, mà chúng nó ngồi bên đó và chúng nó tiếp tục cào phím là chúng tôi sẽ cầu nguyện cho người dân Việt Nam. Đấy, cái này chúng ta hiểu rất rõ thôi. Và chắc chắn là chúng nó sẽ không về với lý do là gì? Với lý do là chúng tôi không dại gì để về chết cùng với nhân dân trong nước. Thế nên mọi người phải nên nhớ một điều là những cái thành phần mà nó đã là hai mặt,
mà gió chiều nào xoay chiều đấy, thì nó chỉ lựa chọn những cái gì nó thuộc về lợi ích cốt lõi đối với cá nhân nó thôi. Đấy, chứ còn nó không có đấu tranh hay là nó mang lại lợi ích cho bất kỳ một người nào khác. Đấy, thì chúng ta có thể nhận diện được những cái thành phần này để chúng ta biết, đúng không ạ? Biết để mà làm gì? Biết để mà lên án, mà phê phán, mà tránh những cái thành phần đó ra. Đúng không? Anh có một câu rất hay, đó là chơi với ba que thì chỉ có què thôi, chứ không có cái nào mà nó tốt đẹp cả. Thì cái ngay trở lại buổi đầu chúng ta có thể thấy, nói một đằng là một nẻo, đúng không ạ? Tuyên bố thì rất là hùng hồn, thế nhưng mà khi mà cái sự việc xảy ra thì bỏ luôn cả đến cả 12.000 quân để mà bỏ chạy. Đó là những cái mà lịch sử để lại đã chứng minh. Đấy, chứng minh rất rõ như thế. Và cái ý cuối cùng em muốn nói đó là cũng phê phán những cái thành phần mà cho rằng là gì? Chúng ta là ăn mày lịch sử. Ở đây không ai ăn mày lịch sử. Bởi vì con người chúng ta sinh ra cũng thế thôi. Từ lúc sinh ra cho đến lúc trưởng thành nó cũng phải trải qua từng giai đoạn, đúng không ạ? 3 tháng biết bò rồi cái gì đấy, mấy tháng thì biết đi, cái đó là quy luật tự nhiên của con người. Thì lịch sử cũng thế. Nếu không có lịch sử thì không có hiện tại và tương lai. Và cái lịch sử đó là chúng ta phải luôn ghi nhớ và tuyên truyền, giáo dục thế hệ sau, phải khắc cốt ghi tâm lại những cái mà mất mát của đồng bào, của đất nước để chúng ta được có ngày hôm nay. Chứ những cái thành phần mà nó ăn sung mặc sướng mà nó bỏ theo ngoại bang thì nó làm gì có lịch sử, nó làm gì có quốc gia, làm gì có dân tộc mà nó biết được cái sự hy sinh mất mát đó, đúng không ạ? Thì đó là những cái mà em muốn chia sẻ thêm là như vậy. Thì cũng cảm ơn anh Thơ Quang và tất cả mọi người. Đấy, em lên cũng hơi lâu rồi. Thì cũng xem có anh em nào lên chia sẻ thêm, ủng hộ cái, có thể là có những cái quan điểm mà nó hay hơn thì chia sẻ để chúng ta cùng học hỏi. Thì cảm ơn anh với tất cả các bác, cô chú trên diễn đàn đã lắng nghe. Ok, cảm ơn chúng.